Hello everyone, Nga xin chào đến tất cả đại gia đình của chúng ta nhé. Nga xin chúc cho tất cả anh chị em mình luôn hạnh phúc, bình an và nhiều sức khỏe. Nga cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã luôn ủng hộ Nga và đến tiệm thăm Nga. Nga cảm ơn anh chị em mình rất là nhiều. Và hôm nay Nga lên đây với chương trình buôn bán nữ trang của mình. Chị em nào có những cái thắc mắc gì thì cứ gọi phone cho Nga, số phone của Nga là 714-599-4278. Tiệm của Nga nằm trên lầu Phước Lộc Thọ, California. Thì chị em mình lên kênh Phước Lộc Thọ của mình á, chị em mình đi cổng sau, cầu thang máy đi lên, cầu thang cuốn đi lên á chị em. Thì mình đi lên hết cầu thang thì tiệm của Nga nằm bên trái liền, Nancy Jewelry. Nga cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã luôn ủng hộ cho Nga. Ok rồi, bây giờ Nga vào chương trình nha chị em. Đây là một rubber bông đang liền tí Nga làm lên, Nga mới làm lên xong. Thì cái tất cả là 3 ly hết, trắng sạch đẹp nha chị em. Nó trắng sạch đẹp. Và VS hết, những cái viên xoàn 3 ly, gồm có 24 viên 3 ly và vàng 18. Đấy chị em nhìn rất là đẹp không? Chiếu trắng đẹp lắm, lung linh. Thì cái đôi bông này Nga sẽ để cho chị em mình với cái giá là 3.650 đô, 3.650 đô, 24 viên 3 ly và vàng 18. Yeah. 8 gram. Yeah, 7 gram 88, vàng 18. Thì cái đôi bông này Nga để cho chị em mình với cái giá là 3.650 nha chị em. Đôi bông này đeo rất là tuyệt vời luôn nha chị em, đẹp lắm luôn. Thì chị em nào mình có những cái đôi bông có những cái sợi dây chuyền màu vàng đó, thì mình đeo đôi bông này lên rất là lấp lánh. Nga làm lên đấy thì sẽ không có đụng hàng đâu. Đôi khi Nga thích làm lên những kiểu tự mình làm lên những kiểu lạ lạ cho chị em mình thưởng thức. Đấy, đây Nga mới làm lên xong. Thì đôi bông này với cái giá là 3.650 đô nha chị em. Đẹp lắm luôn. Hộp xoàn trắng sạch đẹp VS nhá. VS1, VS2 á chị em. Đẹp lắm luôn. Đấy, 3 ly đều hết luôn nha chị em. 3 ly đều hết luôn. Đẹp tuyệt vời. 3.650 đô cho đôi bông nha. Yeah. Tổng cộng là 24 viên. Dạ, yeah, 24 viên. 24 viên là hết 2 cara 50 xoàn. Dạ. Yeah. 2 cara 50. Tổng cộng 2 cara 50 xoàn, 24 viên 3 ly. Dạ. Yeah. Rất là tuyệt vời luôn chị em, đeo rất là cute. Chị em mình có những cái mặt dây chuyền vàng có xoàn màu vàng rồi đó, chị em đeo đôi bông này vô rất là đẹp. Dạ. Yeah. Nó gồm gần 8 cara gần 8 gram nha chị em, 7 gram 7 7 gram 88 vàng 18. Đấy, Nga làm lên đó chị em, đẹp không? Quá tuyệt vời luôn nha chị em. Dạ, yeah, nhiều khi Nga tự chế ra có những kiểu lạ lạ đó chị em. Đấy. Đẹp lắm. 3 ly. 3 ly đều hết, 24 viên nha chị em. Hộp VS 1 VS 2. Nước EF color luôn đó chị em, trắng tinh tinh luôn nè chị em. Đẹp lắm. Ok. Và tiếp theo Nga có một cái đôi bông này nữa. Cái đôi bông này, yeah, đôi bông này cũng đang liền luôn nha chị em. Đang liền luôn nè. Ở trên là 3 ly rưỡi, 2, 4, 5 viên 3 ly và 2 viên 3 ly rưỡi. Đấy. Cũng trắng đẹp luôn nha chị em. VS1, VS2 nha chị em. EF color. Tuyệt vời, đẹp lắm, lung linh. Thì đôi bông này Nga sẽ để cho chị em mình với cái giá là gồm có 10 viên 3 ly. Dạ. Gồm có 10 viên 3 ly chị em. 10 viên 3 ly. Trắng đẹp. Và 4 viên 3 ly rưỡi. Và vàng 18. Khoảng 7 gram vàng á chị em. Dạ. Khoảng 7 gram vàng. 6 gram 90 mấy á. Dạ. Thì cái đôi bông này Nga để cho chị em mình với cái giá là 2.850 nha chị em.
2850, đẹp lắm luôn. Bali và Bali rưỡi á chị em. Đấy. Hộp trắng đẹp EF color VS1 VS2 nha chị em. Đấy, đẹp lắm. Ok. 2800. Rồi nha, có cái đôi bông à, đôi bông này. Đôi bông này là 4 ly 1. Dạ, 4 ly 1. 4 ly 1, cái này cũng VS1 VS2 luôn nha chị em. Dạ. Đôi bông này rất là đẹp luôn, chị em nào thích đeo kiểu này, nó ôm sát vô trái tay của mình, vàng 18 nha chị em. Vàng 18. Để nghe xem coi đôi bông này của mình bao nhiêu. À, được 5 gram 45 vàng 18, 10 viên 4 ly 1. Dạ, 4 ly tới 4 ly 1 nha chị em. VS1 VS2 á chị em, đẹp lắm. Này. Trắng lung linh đẹp lắm luôn. Hộp xoàn của Nga giới thiệu đến cho chị em mình á, Nga làm lên nữ trang đều là hộp xoàn natural hết nha chị em, hộp thiên nhiên hết luôn nha chị em. Dạ. Yeah. Mua những gì của Nga, Nga đều bảo đảm cho chị em mình. Dạ. Yeah. Đây là những viên xoàn thiên nhiên hết nha chị em. Đấy, rất là đẹp luôn chị em. Cái đôi bông này Nga sẽ để cho chị em mình này 4 ly 4 ly 1. Dạ. Yeah. Thì Nga để cho chị em mình với cái giá là 2550. Đẹp lắm luôn nha chị em, tuyệt vời tuyệt vời. 2550. 2550. Cho đôi bông màu vàng. Nga có hai đôi nha chị em, một đôi màu trắng và một đôi màu vàng. Vàng 18. Để nha xem coi nặng vàng á, cũng nặng vàng lắm chị em, vàng 18. 5 gram 45. Dạ. Yeah. 5 gram 45, đúng rồi. 5 gram 45 vàng 18. Hộp đẹp lắm luôn chị em. Đấy. VS1 VS2 nha chị em. Dạ. Yeah. Thường thường Nga làm lên nữ trang, thường thường Nga làm lên những cái viên sòn VS hết luôn. Dạ. Yeah. VS1 VS2. Hộp rất là đẹp luôn á chị em. Đôi bông này mình đeo cho sát cho tay mình luôn á, đẹp lắm. Nga có màu trắng và màu vàng nha chị em. Vàng gold, yellow gold và white gold nha chị em. Dạ. Yeah. Ok. 2650. 2650. Rồi, đẹp 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 lung linh. Rồi, Nga có cái mặt dây chuyền 1 carat total. Dạ. Yeah. 4 viên mặt khi total 1 carat. In loose cái dây chuyền luôn chị em ha, của Hồng Kông. Vàng 18. Sợi dây này Nga để chị em mình với cái giá là 1150. 1150 nha chị em. Mình đeo được 16 và 18. Hộp xoàn này chị em, Nga chiếu gần cho chị em mình xem rõ luôn nha. Đó. Được 1 carat hộp xoàn. Nhà yeah, hộp mặt khi này á nó trắng nha chị em, nó trắng. Thường thường hộp mặt kia nó không có chiếu bằng hộp tròn nha chị em. Đấy. Nó được trắng, nó được nước trắng nhưng mà nó chiếu không bằng hộp tròn. Nhưng mà thích, chị em mình thích đeo nhiều sợi lên á thì nó đẹp lắm. Đấy, chị em thấy rõ không? Đấy, anh Nga để 1 carat hộp xoàn 4 viên mặt kia và vàng 18 nha chị em. 1150. Dạ. Yeah. Tuyệt vời ha. Ok. Rồi và tiếp theo Nga có một cái đôi bông này 2 ly. Này có nhiều cô bé dặn Nga làm mấy cái kiểu này. Nhà. Yeah. Này 2 ly á chị em. Vàng 18 luôn. Cái móc kiểu này đó. Dạ. Yeah. Cái này khoảng được 2 gram 78 vàng 18. 2 gram 78 vàng 18. Đây, hộp trắng sạch đẹp luôn á nha chị em. VS thôi, chứ không có sạch hoàn toàn nha chị em. Nhiều khi nghe nó sạch tất nhiên là nó không có tệ đó. Nha, yeah, nó không có phải là SI mà là VS. Nó chiếu nha. Yeah. Nó chiếu trắng đẹp. Thì đôi bông này nghe để chị em mình với cái giá là 700 nhá. 700 2 ly.
10 viên 2 ly. Đúng không ta? Dạ, 10 viên 2 ly. Để coi 10 viên 2 ly. Để nghe coi lại nha, 10 viên 2 ly. Dạ đúng rồi. Cái này nghe để cho chị em mình ghi lộn. Tôi này nghe để chị em mình với cái giá là 500 nhé. 500 nghe ghi lộn cái thác của cái bông kia rồi. Hay dạ dạ. Cho nên nghe nấy thấy là hình như nó không đúng. Thấy không đúng là làm liền. Làm liền lại cho đúng hả chị em ha. Dạ. Đôi này 500 nghe chị em. Dạ. Tuyệt vời lắm luôn. Ok, vàng 18 500 mà nó ghi lộn. Dạ, vàng 18 2 ly. Make sure đúng 2 ly nha. Mấy đồ lớn này. Ồ, cái này hơn 2 ly. Wow. Này hơn 2 ly rồi. Hèn gì bởi nó nói. Ồ, cái này gần 2 ly rưỡi. Bởi vì em mới để cái giá 750. Cái này 2 ly rưỡi chị em ơi. Sorry cả nhà, đôi khi Nga cũng bị mistake. Cho Nga check lại rõ ràng nhé. Dạ. Hơn tí xíu à. Dạ, hơn tí xíu à. Dạ. Yeah. 500 nha chị em, 500. Dạ. Yeah. Đôi này 500 nha chị em. Sorry cả nhà nha. Bữa nay bữa sáng chưa ăn gì cho nên lỏng cổng. Ok, đôi này 500 nha chị em. Tuyệt vời lắm luôn. Hộp sạch trắng VS nha chị em, VS. Hộp trắng lắm. Nga lựa toàn là hộp trắng, mua nước trắng không mà. Nga làm lên á. Dạ. Yeah. Rồi, 500 cho đôi bông khoen nhỏ 2 ly. Rồi, và tiếp theo nha, có cái đôi bông nhỏ này. Đôi này thì nhỏ hơn nhé, cái đôi này. Đôi này nhỏ hơn. 1 ly rưỡi. Nha, cái đôi này 1 ly rưỡi. Đôi này 1 ly rưỡi nè chị em, màu trắng. Đấy, cái này Nga cũng làm lên nha chị em. Vàng dày lắm. Dạ, Nga làm lên cho nên là vàng dày. Và hộp Nga nhận vô trắng. Trắng đẹp nha chị em. Đấy. Ok, đôi bông này Nga để cho chị em mình với cái giá là, để Nga coi bao nhiêu gram. 250. 250. Tôi này nghe để chị em mình với cái giá là 350 nhé, 350. Tuyệt vời lắm luôn à chị em. 350. Kiểu như vậy nè chị em. Đó. Mình đeo sát vô. Ok, 350 1 ly rưỡi. Và Nga có một cái cây thánh giá 3 ly. Cây thánh giá 3 ly nè chị em. Hộp trắng đẹp lắm. Ba ly hộp trắng sạch đẹp lắm luôn chị em, 12 viên. 12 viên ba ly. Này là VS luôn á. VS2, VS1 á chị em. Yeah. VS2, VS. Đây cũng trắng sạch đó chị em. Nga nhìn tạc kiến vô thì Nga không thấy gì hết. Nhưng mà nếu mình đưa vô cái kiến to, mình nói mà kiến vô của GA thì nó chỉ là VS1 hả? Nhưng mà trắng đẹp lắm luôn chứ em không nhìn không thấy. Em đặt kiến vô em không thấy than gì hết nha. Hộp trắng sạch đẹp lắm. Đấy. Cái lô hàng này lúc đó là Nga mua là mắc. Xong rồi
Nga làm vòng cho khách, còn dư là Nga làm cái thánh giá. Màu trắng sạch đẹp lắm. Chị em nhìn thấy rõ không? Hả? Cái thánh giá này Nga để cho chị em mình với cái giá là 1.500. 12 viên. Mình nhân cho 100 đồng là 1.200. Cái vỏ vàng 18 hả chị em? Vàng cong vô luôn nữa, có 300 nữa à. Đấy, có 1.500 mà chị em. Nga không có lời đâu. Lời chút chút. Có lời chứ, lời chút chút. Nói không lời là không có được. Em chỉ lời là lấy công em làm lời đó chị em. Dạ. Yeah. Cái giá này đẹp lắm luôn chị em. Sạch tinh tinh đẹp lắm luôn. 1.500. Rồi. Hôm nay cả nhà mình có gì vui không ta? Hôm nay lâu mấy ngày, 10 ngày rồi Nga không lên show ha. Dạ, hôm nay Nga hơi bận tí xíu. Rồi nhiều khi Nga chờ làm đồ á chị em. Nga làm thêm có những món mới, Nga mới làm, Nga mới lên show được. Dạ. Yeah. Ok. Rồi và tiếp theo Nga có một cái set hình ngôi sao vàng 18. Thì chị em muốn mua cái nào cũng được nhá. Tôi bông để Nga xem thử có đôi bông mình được bao nhiêu RAM. Đôi bông mình được 5 RAM. Dạ. Yeah. Được 5 RAM, còn cái mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền để Nga coi được bao nhiêu RAM nhá. 4 RAM 50 luôn. Dạ. Yeah. Thì cái mặt dây chuyền và cái đôi bông hình ngôi sao này chị em đẹp lắm luôn. Đấy, chị em nào thích đeo nguyên set. Đó, hộp đẹp lắm nha chị em, hộp sạch. Dạ. Yeah. Hộp 3 ly, 2 ly rưỡi, 2 ly 8 và 1 ly rưỡi. Dạ. Yeah. Ở giữa cái ngôi sao là 3 ly. Giữa ngôi sao là 3 ly and 2 ly 8 rồi 2 ly rồi 1 ly rưỡi. Đấy, thì tổng cộng cái set này á, nếu chị em muốn mua hình bông không cũng được, mặt dây chuyền không cũng được nha. Yeah. Thì cái set này đôi bông á thì Nga sẽ bán cho chị em mình với cái giá là đôi bông không á là cái giá là 800 nhá. Yeah. Đôi bông là 800. Hộp sòn trắng đẹp lắm chị em. Uh-huh. Hộp sòn trắng sạch đẹp. Đôi bông là 800. Đôi bông là 800. Còn mặt dây chuyền, mặt dây chuyền rất đẹp luôn. Mặt dây chuyền Nga để cho chị em mình cũng bằng giá luôn, 800. Ở giữa nó có cái viên lớn. Nha, yeah, cũng 3 ly thôi, ở giữa cũng có 3 ly thôi. Ở giữa cũng 3 ly và 2 ly rưỡi. Đấy, thì nguyên set này Nga để chị em mình với cái giá là 1.600. Nguyên set này Nga để cho chị em mình với cái giá 1.600. Chị em mình mua từng món cũng được nhé. Rất là cute, đẹp lắm. Tuyệt vời ha. Nút đẩy nha chị em. Còn chị em muốn Nga làm cái nút vặn thì request cho Nga làm cái nút vặn, mình tính thêm tiền nha. Dạ. Yeah. Đôi bông 800, mặt dây chuyền 800 luôn. Nguyên set 1.600. Dạ. Yeah. Rồi. Nó có cái mặt dây chuyền này vàng 18. Vàng 18 gồm có 5 viên. Gồm có 5 viên hộp VS nha chị em, hộp VS đẹp lung linh ha. Chiếu trắng xung hai bên là 3 ly rưỡi. Được cái center. Cái center là 4 ly 8.
Dạ. Center là 4.8. Center là 48, 49 đó chị em, 48 già gần 49 và hai bên size là 3.5 vàng 18. Luôn sợi dây Nga làm kiểu này là đeo cũng khiêu lắm chị em. Mình đeo lên được nhiều nhiều kiểu. Dạ. Yeah. Đấy, coi mình coi được bao nhiêu RAM nhé. Được 4.07. 4.08, 4.08. Dạ. Yeah. 4.08. Đây chị em nhìn đẹp quá ha. Cái sợi dây này Nga để cho chị em mình hai bên size là 3.5. 3.5 là Nga để 3.5. Này chị em mình đeo vui ha. 3.5 hộp thường thôi nha chị em. Ừ. Hộp thường thôi, nó có than nhưng mà nó chiếu, nó nhờ có than cho nên nó chiếu. Ở giữa là 4.8 và gần 4.9. Cái 4.8 4.9 thì đẹp. Dạ. Yeah. Hộp thì đẹp. Đấy, thì cái này Nga để cho chị em mình với cái giá để coi 3.5 cái này Nga để cho chị em mình 3.5. 3.5 này á là 120 mình nhân cho 4. Cũng như 480. Nga cộng cho cái viên viên center của nó gần 5 ly. Mình cộng cho 700 nữa là 1.180. Thêm sợi dây chuyền nữa. Cái này Nga để cho chị em mình với cái giá là 1.500 nhá. 1.500. Nguyên sợi dây chuyền này 1.500 nha chị em. Tuyệt vời không? Tuyệt vời. Đeo rất là đẹp luôn. Ok. Rồi Nga có một cái mặt dây chuyền này. Hộp sòn. Hộp sòn này. Hộp sòn này là light. Light yellow nha chị em. Yeah. Light yellow. Nhưng mà rất là đẹp, rất là đẹp. Này là VVS2 đó chị em. VS1. Dạ, yeah. Cái này là VS1 đó chị em, đẹp lắm. Lung linh. Dạ. Yeah. Cái này mặt dây chuyền này Nga để chị em mình với cái giá là 3.500. Ở giữa cái center của nó là 1 carat 10. Dạ. Yeah. Hoặc là được 6 ly. Mấy để Nga coi lại. Này được 6, gần 6.3. Gần 6.3 chị em, đẹp lắm luôn. 1 carat lẻ nó hơi dày tí xíu cho nên nó hơi nặng. Đấy chị em nhìn thấy. Đó. 6 gần 6, gần 6.3, 6.2 già chị em. Ừ. Và cái mặt dây chuyền này của vỏ của Hồng Kông. Vỏ của Hồng Kông đẹp tuyệt vời không? Vỏ của Hồng Kông. Cái này là Nga để cho chị em mình với cái giá là 3.500. 3.500 nhé. 1 carat lẻ 10. Dạ, 1 carat lẻ 10. No no, I mean 1 carat lẻ 01 á. Dạ. Nói lộn. Dạ, 6.2 gần 6.3. Đấy. Thì cái mặt dây chuyền này Nga để cho chị em với cái giá là 3.500. Vỏ Hồng Kông nha chị em, màu vàng. Đẹp á. Đấy. 3.500. Đẹp lắm luôn. Ok. Rồi. Mấy cái này chị em có thích, cái này là nó cân RAM cho chị em mình.
6g 80. Sợi dây chuyền này 6g 80. Hộp CZ nha chị em, hộp CZ. Nhưng cho sợi dây này 555 đồng nha chị em, 555 đồng, 555 đồng, 555 đồng. Gần 7 gram, 555 đồng, 555 đồng. Nó có một cái nhẫn vàng 18, hộp xoàn khoảng 1 ly 8 ly 9. Nghe nhẫn kiểu này á, giống như cho nó có xoàn nó chiếu lên cho nó đẹp á cho em. Với cái viên này là sapphire màu star sapphire chị em. Đấy, rất là đẹp, rất là đẹp. Vàng 18 được 7g 75. Dạ, 7g 75, vàng 18. Đẹp lắm luôn, có hình ngôi sao này chị em thấy không? Ánh của ánh lợi rất là đẹp. Vàng 18. Cái này là đang size, mình resize được nha chị em. Này đang size 6. Dạ. Yeah. Này đang size 6. Đẹp lắm. Ha, đeo rất là sang. Chiếc nhẫn này để chị em mình với cái giá là 1.000 chẵn nhớ, 1.000 chẵn. Dạ. Yeah. Gồm có 10 viên sòn gần 2 ly. 10 viên sòn gần 2 ly. Và cái hộp sapphire của nó gần 10 carat. Dạ. Yeah. Và vàng 18. Chiếc này để chị em mình với cái giá là 1.000 chẵn nhớ. 1.000 đô la. Đẹp quá ha. Đeo sang lắm chị em. Chị em nào thích đeo rơm rơm lên vậy đó, đẹp lắm. 1.000. Rồi, đeo bông này nè chị em. Vàng 18. Nút đẩy. Dạ, yeah. Vàng 18 có hộp sòn. Còn đẹp lắm chưa? Đấy. Đôi bông này nghe để cho chị em mình với cái giá là 850 đô, 850 đô hộp sòn, nửa carat hộp sòn đó chị em, vàng 18. Này đeo cũng cute lắm. Đấy. 850 đô. Rồi có một cái đôi bông pearl sòn xung quanh của Hồng Kông nha. Yeah. Cái này mình vặn ra, mình vặn vô, cái này mình xài được nè chị em, mình có thể mình chain được những cái gì mình xài mà screw á, mình dặn á, thì chị em mình xài được cho cái này phía sau cái bag của mình á. Nhiều khi mấy chị em mình cần cái bag này để nâng cái trái tay của mình lên đó chị em. Nhiều chị em mình đeo nó không có được nâng lên á, thì mình cần có cái viên to này nè để mình để phía sau cái bát á, để mình vặn vô cái bông tai. Đẹp tuyệt vời không? Đôi bông này nghe để chị em mình với cái giá là 950 đô, 950 đô. Vàng nặng được hình như cái khoen này không, bữa là vàng cũng khoảng 9 gram á chị em. Dạ. Yeah. Đây, Hồng Kông làm rất là đẹp hả chị em ha. Đấy, cái đế rất là đẹp luôn. 950 đô cho đôi bông này nha chị em. Ok. Yeah, có pearl. Yeah. Đôi bông pearl, freshwater pearl chị em. Freshwater pearl. Có sòn xung quanh 1 ly, 2 ly, 3. Yeah. Đấy, của Hồng Kông. Dễ thương lắm. 950 đô chị em ha. Ok. Trời ơi, sao để cái màn hình của em nó trống quá vậy? Tại vì em đang thâu ở bên ngoài cái case đó chị em, cho nên là
em không có dám để nha, không dám để ý trên mặt hết. Rồi nha, có cái đôi bông này nè chị em. Có đôi bông này. Đôi bông này là vàng. Vàng 14. Nhưng mà nếu chị em mình thử ra vàng 18 thì chị em lucky nhé. Đẹp tuyệt vời. Black diamond and diamond, white diamond. Black and white diamond nè chị em. Cái này vàng nặng được gần 10 gram. 9 gram 87. Dạ. Yeah. 9 gram 87 vàng. 9 gram 87 vàng. Black diamond and white diamond nè chị em, đẹp tuyệt vời không? Đôi bông này nghe để cho chị em mình với cái giá là 1.300. Đôi bông này nghe để chị em mình với cái giá 1.300. Đẹp lắm luôn nha chị em. Vàng nặng gần 10 gram vàng rồi. Dạ. Yeah. Sòn. Sòn black diamond and white diamond. Dạ. Yeah. 1.300. Nó có chiếc nhẫn nữa nè. Cái chiếc nhẫn black diamond and white diamond luôn nè chị em. Đó. Nhẫn trơn thôi, size 8. Yeah. Này mình đeo ngón trỏ hoặc là mình đeo chiếc nhẫn thì nghe để chị em mình với cái giá 741. Được 741. 741 mình nhân cho chiếc nhẫn này nghe để chị em mình với cái giá là 650. 650 đô. Yeah. Black diamond and white diamond. Nguyên set nè chị em. Đôi bông là 1.300, chiếc nhẫn là 650, chiếc nhẫn là 650. Đẹp quá, đẹp quá ha chị em ha. Đeo nổi lắm. Ừ. Cái này dành cho trái tay của chị nào mà lớn lớn á, đeo nó úp vô đẹp lắm. Ừ. Ok. Không có để nó không có được, để nó bị hơi trống nhìn không đẹp. Hôm nay lâu lâu á Nga làm, bởi vì á Nga mà làm thường xuyên á thì nó sẽ đẹp hơn, nó không có bị cái màn hình mình nó không bị trống. Ok, đây là một chiếc nhẫn cẩm thạch xưa, cẩm thạch xưa nha chị em. Nga làm vô cái giỏ của Hồng Kông, Nga mới làm xong. Đó, thợ của Nga nhận cái chìm xuống luôn, đẹp lắm, tuyệt vời. Đeo không có vướng gì hết luôn nha chị em. Đẹp tuyệt vời luôn. Vỏ của Hồng Kông. Nha. Yeah. Nhẫn này đẹp sang dễ sợ luôn. Để mình coi. Đây nè chị em. Đó, Nga đeo vô nè, sang không? Đẹp lắm luôn. Chiếc nhẫn này Nga để chị em mình với cái giá là 2.150. 2.150 nhé. Cái vỏ không là 2.000 rồi chị em. Đấy. Rất là tuyệt vời. 2.150. Cẩm thạch xưa nha chị em. Sơn thủy. Yeah. Thạch này mình tìm không có nữa đâu. Yeah, rất là hiếm. Hết rồi. Chỉ có những chị nào mà hồi xưa vẫn còn á, nhà thì có thể mình tìm mua mấy chị của có tiệm hồi xưa đó. Đó. Mấy chị hồi xưa có mua những cái thạch cẩm thạch sơn thủy nhiều lắm, nhưng mà bây giờ không còn nữa. Chiếc nhẫn này đẹp quá. 2.150 nha chị em. 2.150. Đấy, 2.150 tuyệt vời chưa? Đẹp lắm luôn. 2.150. Đẹp lắm. Vỏ Hồng Kông 18. Hộp sòn rất là đẹp. Hộp sòn ống và hộp sòn tròn nha chị em. Đấy. Ok. 2.150. Rồi, nó có một cái chiếc nhẫn emerald, Columbia emerald trái tim. Chị em thấy không? Natural nè. Natural Columbia emerald hình trái tim. Vỏ này là vỏ vàng 14 nha chị em. Vỏ vàng 14. Và xoàn xung quanh. Rồi 1 carat hộp xoàn, 1 carat hộp xoàn đó chị em. Rồi 1 carat hộp xoàn xung quanh.
một ly rưỡi ly 8 ha, từ một ly rưỡi đến ly 8. Yeah. Gần 1 carat, gần 1 carat hộp xoàn. Đẹp lắm luôn. Colombia 5 carat, cái hình trái tim á chị em. Hình trái tim được gần 5 carat. Yeah. Dày nặng lắm chị em. Thường thường cái emerald nó dày nó nặng. Yeah. Thấy chị em thấy không? Đẹp lắm luôn. Thì cái chiếc này Nga để cho chị em mình với cái giá là 3.000. Chiếc này 3.000. Colombia hình trái tim. Đấy. Đẹp quá không? Đẹp, so đẹp lắm luôn. Colombia của nó thiên nhiên nha chị em. Hộp thiên nhiên của nó đó. Yeah. Chiếc này 3.000 nha chị em. 3.000. Này Nga làm bằng tay á chị em, nó mới được ra như vậy. Tại vì nó không có cái vỏ nào vừa trái tim. Yeah, mình phải đặt xong rồi làm tay. Đấy. Tiền công, tiền đặt này kia nọ. Tiền công mà mình đặt cái vỏ này không á là hết 400 mà chị em. Họ vẽ 3D á. Yeah, rồi tiền công thợ nhận vào nữa. Yeah. Đấy, cho nên là chiếc nhẫn này là 3.000 á chị em, rất là giá trị luôn. Đó. Nhưng Colombia rất là đẹp. Nếu chị em mình thích màu vàng, chị em có thể xi màu vàng lên cũng tuyệt vời lắm á. Rồi. Ok. Nó có mấy cái tượng Phật. Nên nó còn một cái tượng, nó có một cái mặt dây chuyền. Viên cẩm thạch luôn nè chị em, hộp oval viên cẩm thạch. Viên cẩm thạch xưa luôn này chị em ha. Đấy. Cẩm thạch xưa luôn nè, rất là đẹp luôn á chị em. Cái mặt này không ngay để chị em mình với cái giá là 2.800 cho cái mặt dây chuyền này nha chị em. Hộp cẩm thạch này mình mua tặng cho mẹ hay là các chị mình mua tặng cho mình á, tự bản thân mình thưởng cho bản thân mình đi. Nhiều khi mình làm cực khổ quá, đôi khi mình thưởng cho bản thân mình hay là mình mua tặng cho mẹ mình nha. Hay cô nha. Đấy. Cái vỏ này vỏ của Hồng Kông nha chị em. Cái vỏ này vỏ của Hồng Kông. Em nhận cái viên cẩm thạch lên, rất là đẹp. Cẩm thạch xưa đó chị em. 2.800 cho cái mặt dây chuyền này chị em hết. Vỏ của Hồng Kông vàng 18. Rồi. Và Nga có một cái mặt dây chuyền này Nga mới vừa làm xong luôn. Đây, một cái viên cẩm thạch sơn thủy nha chị em. Đấy. Cẩm thạch sơn thủy. Chị em thấy nó vân vân lên cẩm thạch xưa của nó đó chị em. Và hộp xoàn Nga làm xung quanh là một ly rưỡi. Yeah. Cẩm thạch sơn thủy này chị em rất là đẹp. Nga làm xung quanh là một ly rưỡi vàng 18. Yeah. Thì cái mặt dây chuyền này Nga để chị em mình với cái giá là 2.000 chẵn. Yeah. Mặt dây chuyền này Nga để chị em mình với cái giá 2.000 chẵn nhé. Vàng 18. Được 7 gram vàng. Yeah. Được 2 chỉ vàng. Gần 2 chỉ vàng 18. Đẹp tuyệt vời không chị em? Đấy. Những cái viên cẩm thạch sơn thủy này xưa lắm luôn rồi nha chị em. Không có nữa, mình tìm không có nữa đâu. Cho nên là Nga làm lên từng món. Nga sẽ nhìn ra kiểu rồi Nga làm lên từng món. Và dây chuyền này Nga để chị em mình với cái giá là 2.000 chẵn ha. Tuyệt vời lắm luôn á. Quá là tuyệt vời, đẹp lắm luôn á chị em. 2.000 rất là rẻ luôn á chị em. Tiền công, tiền này, vàng, rồi hộp xoàn xung quanh. Một cara hơn hộp xoàn á chị em. Một ly rưỡi trắng tinh luôn. Nga mua mấy cái hộp nhỏ, even hộp nhỏ Nga cũng mua VS hết. Trắng, EF color. Yeah, đẹp tuyệt vời. Ok. Rồi. Rồi Nga còn cái, bây giờ chị em mình có vàng. Chị em cần mua vàng không? Nga có hai chiếc lắc vàng 14 rồi nha chị em. Hộp xoàn á thì
Một sòn ok thôi. Và cũng đẹp lắm. Và sạch. Cái này nó cũng không phải gọi là sạch, nhưng mà này được VS. Và VS vàng 14. Và VS VS2 vàng 14. Gồm có được 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 viên. Này mình đeo được size 6, yeah, 6, 6 rưỡi gì đây. Nhà chiếc lắc này chị em vàng 14, nó coi được bao nhiêu RAM. Được 12 RAM 30, 12 RAM 30. Hộp VS2 á chị em, nhà cũng chiếu long lanh. Hộp chiếu trắng đẹp. Và chiếc lắc này nghe để cho chị em mình. Hộp này hộp Bali, gần Bali. 28, 29 nữa chị em. 28, 29. 28, 29 nha. Yeah. 28, 29 hết. 14 viên. Vàng 14 được 12 gram mấy vàng hả? 12 gram 30, 12 gram 30 vàng 14. Chiếc lắc này nghe để chị em mình với cái giá là 30. Bán rẻ rẻ cho chị em mình nha. Ừ, bán rẻ rẻ. Cái này nghe để chị em mình với cái giá là 1.200. 14 viên. Oh no, 1.200 là chiếc. Nga lộn. Sorry cả nhà. Ở giữa của nó là 3 ly rưỡi. Ở giữa một cái nó có một viên 3 ly rưỡi nha chị em. Một 3 ly rưỡi đẹp lắm luôn. Yeah. Ok, 1.200 ha. 1.200 quá rẻ luôn nha chị em. Tính ra có mấy chục đồng một viên à. Hả? Có 5 10 14 mình nhân. Wow, nhân ra có 50 đồng viên hả ta? Rồi 12 gram 27. 12 gram 30. Wow. Này có 1.200 quá rẻ luôn nha cả nhà. Wow, chiếc này quá rẻ luôn, anh lỡ nói lộn giá rồi. Chiếc này đẹp lắm luôn, có 1.200. 1.200 là chiếc này nè chị em. Chiếc này 1.200 nè. Cái này được này vàng nặng hơn. 18 gram vàng. Cái này 18 gram vàng nè chị em. Mỗi chiếc 1.200 nha chị em, 2.200. Cái này là hộp nhỏ nhỏ 2 ly. Dạ. Yeah. Này của khách đổi đồ vô á chị em. Dạ. Yeah. Cái này của khách đổi đồ vô. Cái này nghe để cho chị em mình với cái giá chiếc này nha, nghe bán vàng thôi nhé. Ok. Rồi, 1780. 1780. Nếu mà vàng không nghe bán cũng gần 1.157 đồng rồi. Wow. 1.157 đồng mà tiền vàng rồi đó chị em, còn tiền sòn là free. Oh. So chiếc này nghe để chị em mình với cái giá là 1.200. 1.200. Rồi còn chiếc này. Ôi, chiếc này 1.200 luôn. Wow, tuyệt vời quá nha cả nhà. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, không suy nghĩ nữa. Bán rẻ quá rồi ngồi suy nghĩ hoài à nha. Nhiều khi mình thấy ủa, mình thấy nó rẻ quá cái mình ngồi mình suy nghĩ hoài. Ok. Rồi, và tiếp theo Nga còn cái gì nữa ta? Hôm nay sẽ còn vàng chị em. Chị em có muốn mua cái dây chuyền nhé.
Đây, dây chuyền bo. Dây chuyền bo này được 16. Dạ. Cái này là 16 inch thì chị em có thể đeo ngắn lên cổ, cái đen mình đeo thêm những dây chuyền nào ở dưới nữa. Còn không mình đeo không cũng được luôn nhé chị em. Thì cái sợi này dằn 18 của Italy. Dạ. Của Italy nha chị em. Đấy. Trời ơi, móng tay của em hôm nay. Mỗi lần mà em lên show cái lại em quên cái bàn tay của em mà. Mê mẩn với đồ nữ trang cái quên bàn tay của em xấu xí vậy á. Ok, nghe coi nghe bao nhiêu RAM cái chiếc này. 22 RAM của Italy nha chị em. Cái này của Italy 22 RAM. Chiếc này nha, để cho chị em mình đặc biệt 22 RAM nha, để cái giá cũ nhân 1450 cho chiếc dây cổ đeo cổ nhé. 1450 nó chỉ tính có 70 đồng một gram thôi chị em. Trời ơi, Italy đó, cái này của Italy nha chị em. Italy mà phải có 70 đồng một gram. Italy người ta 85 đồng một gram á chị em ơi. Italy tính nghe bán là nào vậy là 85 đồng một gram. Chiếc này chỉ có chiếc này đặc biệt, chiếc này là 70 đồng một gram nghe, để cho chị em mình chiếc này 1550 nhá. 1550. Nha, 1550. 22 gram. Ok. Đẹp quá. Cái này chị em mình đeo sát cổ á, đẹp lắm. Đeo cái này vô đẹp quá ta. Cái này chờ nghe 1 second nha chị em. Nó bỏ cái này vô đeo này. Này vô cái bo không được. Nó chỉ vô được ngay cái móc thôi. Nó chỉ nằm được ngay cái móc thôi à. Này wow, nó nằm ngay móc cũng đẹp rồi. Đẹp quá trời luôn. Wow. Đấy, chị em đẹp không? Đẹp quá. Sợi dây 1550. Cái mặt dây chuyền cẩm thạch này là 2000 chặng. Nha, yeah, đẹp tuyệt vời á. Wow, đẹp tuyệt vời, có 3000 mấy cái sợi dây này mình đeo tuyệt vời, sang trọng quý phái. Wow, cái này cho các cô mình đeo mặc áo dài đồ đó chị em. Tuyệt vời lắm luôn, áo dài. Mặc áo dài xong rồi ngồi làm xui. Chúng mình đã tới cái tuổi chúng mình làm xui. Đeo sang lắm luôn á. Dạ. Yeah. Ok. Và Nga có những cái sợi dây chuyền chị em mình có muốn mua cho các anh á, thì đây nè, mấy cái sợi dây lớn dài á chị em, khoan lật. Dạ. Nga lấy ra cho chị em mình nhé. Để coi chị em mình muốn mua dây nào thì Nga sẽ ngồi sao nó dính lại vậy. Ok. Chị em chờ em 1 second nha chị em. Rồi. Đây em có một cái sợi này các mua cho anh cho các chàng của mình. Dằn 18. Cái này nó cũng nhẹ lắm chị em, cái này mình đeo dây này dài 24 nhé. Dài 24 mình trồng cổ vô. 86 gram. 86.86 nhân cho 65 đồng. Cái này em tính cho 65 đồng một gram nha chị em. Sợi dây này 1750. Ok. Được 1750 cho sợi dây 24, dài 24. Dạ, yeah. Sợi dây này dài 24 nha chị em.
Dạ, 24-25 luôn á. Dạ, 24-25. Đẹp ha. Đã tính 65 đồng 1 gram. Ok. Rồi nha, có một cái sợi dây này. Sợi dây này thì nó nặng hơn. Cái này thì 22 gram. Oh no, I mean 22 inch. Dây này dây trồng cổ được luôn á, 22 inch. Kiểu này nè chị em. À, này nghe cũng tính 65 đồng luôn nhé. Cái này là 94 gram 50. Là 94 gram 50. 94.50 nhân cho 65. Sợi này 6.150. Sợi này 6.150. Dạ. Được 2.5 lượng á. Cái này khoảng 2.5 lượng á chị em. Dạ. 6.150. 6.150 sợi dây này á. 6.150. Hy vọng là cái máy tính ra đúng. Nặng quá trời mà sao 6.094 gram á. 59. Đúng rồi, 6.150, đúng rồi. Rồi, là sợi dây đó hả chị em ha? Đẹp lắm luôn. Này, mấy anh này mua, anh đeo đẹp lắm. Này, tính nó 65 đồng 1 gram nhé. Ok, 18. Rồi, nó có một cái dây màu vàng này. Ok, cái màu vàng kiểu này nè chị em. À, cái này thì dài cũng được 24 in luôn. Dạ, cái này được 24 in cũng đeo chồng cổ mấy anh trai mình ha. Vàng 18 hết nha chị em. Dạ. Có khắc vàng 18 trong đây luôn nha chị em. Đấy. Để được bao nhiêu gram chiếc này? 42 22. 42.22 nhân 65. 2750 nha chị em. 2750 cho sợi dây này. 2750 12 là 24 inch. Cái dây này 24 inch cho chị em, cho các anh trai của mình. Rồi nghe có những cái dây, dây màu trắng. Dây màu trắng. À, dây màu trắng này. Dây màu trắng này thì được 25 inch. Dây này 25 inch nha chị em. Dây này 25 inch. 27 gram chấm 5. 27.5 nhân 65 đồng 1790. Sợi dây này nha chị em, 1790. Dây này được 24 inch. Dài 24 inch. Trồng cổ vô nha chị em. Ok. Rồi nghe có một cái sợi dây ngắn hơn kiểu này hả chị em. Đấy, kiểu này thì mình có được 18 inch. Dạ, yeah, cái này 17 gần 18 hả chị em. Cái này gần 18. Này mấy chị gái mình đeo được. Cái này được 26-46 gram. 26.46 gram nhân 65. 1720. Cái này 1720. Hôm nay nghe bán mấy sợi dây nặng nặng nha cho chị em mình nào thích mua dây dày nhé. 1720 cho sợi dây 18 inch, gần 18 inch. Này gần 18 inch tức là 17 inch đó chị em, 17 inch. 1720. Ok, kiểu này ha. Rồi mình có cái kiểu này. Kiểu này luôn cũng bằng 18 hết luôn nha chị em, của Italy. Dạ, yeah, của Italy. Cái này á là 12 inch. Dạ, yeah, cái này 24 inch. Hả? 24 inch, 20 gram 45. 20 gram chấm 45. 20 gram chấm 40.
20g.40 nhân 65 1330 nhé, 1330. Đây là Nga có những cái sợi dây to dài cho mấy anh trai mình ha, hay là mấy chị gái thích đeo những cái sợi dây dài á, là kiểu kiểu á. Dạ, 1330 nhé, 1330. Đây là những sợi dây nó dày á, nặng á chị em, trên 10g thì Nga tính cho chị em mình 65 đồng. Đây là giá cũ của Nga nha. Nó trên 10g là Nga tính 65 đồng. Nó có khoen lật màu trắng. Cái này được 24 in luôn. Dạ. Yeah. Chị em nào thích đeo nó dài dài 22 24 in nhé. Cái này nó nhẹ hơn. Cái này 12g 25. 12g 25 nhân 65 là 800 chặng. Sợi dây này 800 chặng nha chị em. Đấy, khoen lật màu trắng. 18 hết nha chị em. Những sợi dây chuyền này toàn là 18 hết nha chị em. Dạ. Yeah. Nó có khắc cái trong này luôn nhé. 18, 7, 50, 18 hết. Sợi dây này 800. Dạ, yeah. Ven lực 12g mấy. Rồi nha, còn một sợi to này nữa nè. Nó dài hơn sợi kia ha. Cái này được 18, 20. Cái này 20, 20 inch. 20 inch 28, 30 28.30 nhân 65. Sợi này là 1850 nha chị em. 1850. Đây là những cái giá cũ của Nga nha chị em. Hôm nay Nga chỉ tính cho chị em mình giá cũ của em á. Đây là những sợi dây chuyền này 18 hết. Dạ. Yeah. Của Italy nha, những cái kiểu này là của Italy. Những kiểu này mà của Italy mà Nga bán có 65 đồng là không có thể nào tìm được đâu chị em. Cái này là những cái sợi dây nặng á, Nga mới bán theo cái giá này nhé. Đấy, cho chị em mình đỡ cho nhẹ túi. Chứ mà nếu mà thường thường Italy thì phải là 85 đồng á chị em. Và 85 đồng 1 gram á. Là này là giá cũ của Nga, Nga có mấy sợi này thôi nha chị em. Và còn những cái kia là Nga có mỏng hơn, từ 10g dưới 10g. Dạ, yeah, dưới 10g thì Nga tính cho chị em mình 68 đồng. Còn những cái nào nặng hơn Nga tính chị em mình 65. Trên 10g thì là 65, dưới 10g là 68 nha chị em. Đấy. Tại Nga thấy chị em mình cứ đợi vàng xuống. Thực sự vàng xuống cũng không có xuống nhiều đâu chị em ơi. Xuống vài đồng rồi lên lại nữa. Cho nên là hôm nay Nga chỉ có những cái đặc biệt đem đến cho chị em mình. Để chị em mình có nhu cầu thì cần thiết thì mua nhé. Rồi cái video của Nga đến đây Nga tạm dừng, thì Nga xin cảm ơn tất cả anh chị em mình rất rất là nhiều đã luôn ủng hộ cho Nga và luôn luôn ủng hộ nha. Rồi những ngày sắp tới nữa ngày nào cũng ủng hộ cho Nga nhé. Nga cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Nga có những cái tượng Phật này chị em, tượng Phật đẹp quá trời luôn nè. Tượng Phật này Nga làm vàng 18, thì cái tượng Phật này nè Nga để cho chị em mình với cái giá là 285 đồng nhé. Đó, 285 đồng. Rồi cái tượng Phật đứng nè chị em, đẹp lắm luôn, đỏ huyết. Nga làm vàng 18 luôn, xung quanh đẹp tuyệt vời luôn. Cái này Nga để chị em mình với cái giá là 700 nhé. 700 vàng Nga làm xung quanh Phật bà đứng đỏ huyết. Rồi, và ông rồng cũng màu vàng luôn, Nga làm vàng luôn, màu vàng 18 luôn. Ông rồng này Nga để chị em mình với cái giá 800 nhá, 800. Này mấy anh chị mình đeo vô mấy sợi dây dài á, đẹp lắm, dây dày á, đẹp nhá. Rồi, Nga cảm ơn cả nhà mình rất rất là nhiều. I love you, bye bye.